Tập 33. Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng không ăn uống gì đã 5 ngày rồi, tiếp tục như vậy e là không được đâu. Nó một lòng muốn chết mà. Hoàng thượng người, lúc thì đòi xuất gia, lúc thì lại tự hành hạ bản thân mình. Thực sự hết cách rồi, hết cách rồi. Tan nát lòng vì đứa con này. Hết cách, thực sự hết rồi. Hay là chúng ta gọi các thân quý đại thần cùng đến đây, cùng nhau thương lượng ý kiến, rồi nghĩ ra cách. Còn có cách gì được nữa đây? Hay là gọi Lý Ích Kim đại nhân đến đây. Lý Ích Kim đại nhân là phụ thân của Lý Nhược Hề cô nương, nói không chừng gọi ông ấy đến, hoàng thượng có thể nghe vài câu. Cũng được, bảo ông ấy đến khuyên. Đi, đi gọi ông ấy đến. Đại nhân. Hoàng thượng. Hoàng thượng, ta là Lý Bá Phụ. Bá Phụ, Bá Phụ, người dẫn Nhược Hề về rồi hả? Người dẫn Nhược Hề về rồi sao? Nhược Hề đâu rồi hả? Con à, nếu như Nhược Hề nhìn thấy con như vậy sẽ rất đau lòng. Con nghe lời của Bá Phụ, ngồi dậy uống chút thuốc để mau khỏe lại đi. Hả? Nhược Hề, Nhược Hề. Lý đại nhân à, thế nào rồi? Thần cứ tưởng Nhược Hề đi rồi, người đau lòng nhất là thần. Nhưng không ngờ hoàng thượng lại bệnh đến như vậy. Hoàng thượng một lòng muốn chết, con gái ông đi rồi, hoàng thượng cũng muốn bỏ luôn mạng của mình. Hai chúng ta bây giờ đồng bệnh tương lân. Ông mất đi con gái, ta cũng gần như sắp mất đi con trai của mình. Tiếp tục như vậy không kéo dài thêm mấy ngày nữa, chúng ta vất vả nuôi con khôn lớn. Không ngờ lại phải người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Người làm ngạt nương như ta đau lòng. Bây giờ ta thực sự rất hối hận. Lúc trước tại sao ta lại ngăn cản chúng như vậy? Thanh mẫu hoàng thái hậu, Thanh mẫu hoàng thái hậu à, hoàng thượng thành ra như vậy, thần thật sự rất đau lòng. Tiểu nữ đã đi rồi, hết cách rồi. Nhưng mà thần còn có một đứa con gái khác. Thần cũng không biết cách làm này có được hay không. Ông nói đi. Năm xưa Lục Châu sinh ra song thai, Nhược Hề còn có một mũi mũi. Lục Châu mất đi, thần đau lòng vô cùng. Một mình không thể nuôi hai đứa con. Đúng lúc biểu mũi đến thăm thần nên đã bằng lòng nhận nuôi bồng một đứa đi. Tỷ mũi hai đứa nó rất giống nhau. Nhược Hề không thể trở về, nhưng nếu như tìm mũi mũi nó đến, có thể cách nghĩ của thần quá hoang đường rồi. Không, đây là cách lấy lý thay đạo. Để hoàng thượng nhìn thấy Nhược Hề, bất kể Nhược Hề này là ai, như vậy mới khiến hoàng thượng có lại khát vọng sống. Bồi mũi của Nhược Hề đang ở đâu? Ở Nam Kinh. Biểu mũi phu của thần là đô thống của Tương Bạch Kỳ đóng ở Nam Kinh. Ông mau đi Nam Hạ dẫn con gái ông vào cung đi. E là thần đi không thích hợp lắm. Sao vậy? Sau khi bồng con đi, hai nhà trung thần không còn qua lại nữa. Tại sao vậy? Phu phụ biểu muội coi con bé như là con ruột, vô cùng yêu thương.
vì để không ảnh hưởng đến tình cảm của họ, chúng thần đã hẹn ước không công khai với con và cũng không qua lại. Ta biết rồi, chuyện này ta sai người đi làm. Biểu muội phu ông tên gì vậy? Ngạc Thạc. Được. Bẩm Thái hậu, ty chức vô năng, không đưa được con gái của Ngạc Thạc Đô Thống Nam Kinh về cung. Tại sao? Con gái của Ngạc Thạc Quyển Dương hứa gả cho Tương Quận Dương đúng lúc thành thân vào tháng này. Lúc ty chức Nam Hạ, đoàn đưa dâu đã bắt tiến vào cung rồi. Tương Quận Dương? Nếu như là hôn lễ của tông thân hoàng thất, sao ta lại không biết? Hoàng Thái hậu người quên rồi, vào dạo trước Quý Thái Phi có đến chỗ chúng ta. Bà ấy muốn đưa người một tấm thiệp mừng. Chắc là thiệp mừng không đến chỗ của người mà để cho hoàng thượng phê. Lúc đó Đại Nhĩ Cổn vừa mới mất, Quý Thái Phi cố ý khiến ta khó xử. Thái hậu, hôn lễ của Tương Dương phủ hôm nay sẽ cử hành. Làm sao đây Hoàng Thái hậu? Còn có thể làm sao nữa? Hôm nay sẽ bái đường rồi, chẳng lẽ kêu ta đến hôn lễ cướp tân nương đến đây hay sao? Nhưng mà hoàng thượng... Bỏ đi bỏ đi, nếu thật sự cướp dâu còn không gây ra trò cười lớn sao? Hoàng thất ta còn thể diện gì nữa? Huống chi nó là người của Nam Mộc Chung. Cái gai này thôi đừng khều nữa đi. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Phu thê vào bái. Nè, gắn nước. Nhìn dáng vẻ của con kìa, 800 kiếp chỉ nhìn thấy phụ nữ phải không? Ngạc nương, hôm nay là ngày đại hôn của con, người đừng quở trách con nữa. Con đúng là đứa không ra gì mà. Năm xưa bị cửu A Ca cướp đi hoàng vị, kiếp nhược cả đời. Bây giờ ta kêu con cưới cách cách Mông Cổ, thân phận hiển hách, con lại không cưới. Ngạc nương à, người quở trách con đủ chưa vậy? Con đang yên ổn thành thân, người bực tức làm gì chứ? Con sao ta lại sinh ra đứa không ra gì như con chứ? Từ sau khi Hoàng A Mã con qua đời, hai mẹ con chúng ta cứ bị Đa Nhĩ Cổn và người đàn bà ở Từ Ninh Cung chèn ép. Bây giờ Đa Nhĩ Cổn chết rồi, chúng ta mới được giải thoát, có thể liên kết với thế lực của Mông Cổ trở mình. Nhưng con thì hay rồi, lại làm hỏng chuyện vào lúc quan trọng nhất. Con nói đi, con cưới người Hán về đây làm gì? Con thích cổ rồi được chưa? Cho dù người có cho con cả đống cách cách Mông Cổ thì con cũng không cần đâu. Chỉ có cái mặt xinh đẹp thì có ích gì? Ta thấy con trúng tà rồi. Con bị quỷ ám rồi hay sao? Dù sao người cũng không sống ở Tương Dương phủ, người có chỗ ở, người lại không thích con dâu. Về sau này người ít đến, để phu phụ con được sống hạnh phúc đi. Nè, con là đồ khốn kiếp. Con coi chừng bị người đàn bà này quỷ hoại đó. Cả đời của con sẽ sống trong vô dụng thôi. Đừng có tưởng vào được Tương Dương phủ thì một bước lên trời. Nếu như gây ra chuyện thị phi gì đó, coi ta làm sao xử trí theo gia pháp. Ngạc nương, người đang làm cái gì vậy? Có cần phải như vậy không? Nàng khóc hả? Nguyễn Dân, lời ngạc nương ta nói nàng đừng để trong lòng nha. Ngạc nương ta là vậy đó, suốt ngày cứ thích chê bai, làm mọi người không yên. Nguyễn Dân, nàng yên tâm đi, ta sẽ tốt với nàng. Tuy ta học vấn không uyên bác, nhưng ta biết làm sao đối tốt với thê tử. Sau này có bác quả nhị ta thì sẽ có Nguyễn Dân nàng. Nàng có biết không, lần đầu tiên khi ta nhìn thấy nàng ở Nam Kinh, ta đã phải lòng nàng rồi. Lúc đó ta đã thề,
đời này nhất định phải cưới nàng làm thê tử của ta, làm nữ chủ nhân của Tư Nhân phủ này. Phúc Lâm, con đừng bỏ lại Hoàng Ngạc Nương, đừng bỏ lại nhà Thanh, con mau tỉnh lại đi. Hoàng Thái Hậu, Thập Nhất A Ca và Phúc Tấn mới cưới đến thỉnh an người. Sao lại đến Dưỡng Tâm Điện vậy? Họ đã đến từ Ninh Cung rồi, Tiểu Chu Tử nói người ở đây cho nên họ mới đến. Xin thỉnh an Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, đây là Phúc Tấn mới cưới của con, tên là Quyển Dân. Quyển Dân bái kiến Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Hai tỷ muội chúng quả thật giống hệt nhau. Chúc mừng hai con. Hoàng thượng bệnh nặng nên ta cũng không tham gia hôn lễ của hai con. Không sao đâu, người đã tặng rất nhiều hậu lễ rồi. Hôm nay con dự Phúc Tấn mới cưới đến để thỉnh an người. Mau đứng lên đi. Ta Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu. Quyển Dân, Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, đây là Bách Diệp Hương con mang từ Giang Nam đến, có công hiệu thông lạc dưỡng khí. Con nghe bác Quả Nhĩ nói hoàng thượng bị bệnh cho nên cố ý mang đến. Lúc còn nhỏ con ngã từ trên cầu thang xuống, hôn mê mất nửa tháng. Lúc đó tất cả lang trung ở thành Nam Kinh đến để xem bệnh, nhưng mà vẫn bó tay hết cách. Sau đó A Mã con thỉnh một vị cao tăng biết y đạo ở Thê Hà Tự đến ban cho con Bách Diệp Hương này, cho nên con mới tỉnh lại được. Hả? Có công hiệu này sao? Có công dụng với con, nhưng mà không biết có ích với hoàng thượng hay không. Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, không ngại dùng thử chứ? Được được, mau thử đi. Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, hoàng thượng tỉnh rồi. Thật vậy à? Dạ. Như hề có đến đây đúng vậy không? Chẳng lẽ vừa rồi Trẫm lại nằm mơ sao? Trẫm lại đang nằm mơ hay sao? Hoàng thượng, người bệnh rất nghiêm trọng, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chắc chắn nàng đã đến, lúc nãy nàng đã đứng ở đây kia mà. Hoàng thượng, Nhược cô nương đã chết rồi, người đừng suy nghĩ lung tung. Lúc nãy chỉ có Thập Nhất Gia và Phúc Tấn đến thăm người thôi. Nhược Hề, Nhược Hề, Nhược Hề. Hoàng thượng. Nhược Hề, Nhược Hề. Hoàng thượng à, Nhược Hề. Hoàng thượng, nơi này thật là đẹp. Đẹp sao? Khi về ta cũng sai cho nàng một đại quan viên như vậy. Chàng thật biết nói chơi. Ta nói thật đó, chỉ cần nàng thích, cho dù là mặt trăng trên trời, ta cũng hái xuống cho nàng. Vậy lãng phí lắm. Cái gì lãng phí hay là không lãng phí chứ? Dương gia như ta không sai nổi một quan viên cho nàng sao? Đâu cần phải như vậy. Từ nhỏ chàng ăn ngon mặc đẹp rồi, không biết nỗi khổ của dân gian. Nếu chàng vì lấy lòng thiếp xây hoa viên xa hoa như vậy sẽ khiến thiếp bất an. Sao nàng lại bất an? Nàng là Phúc Tấn, gả vào Tư Dương phủ ta là để hưởng phước mà. Thiếp biết là chàng vì tốt cho thiếp. Nàng đó, đừng có suy nghĩ nhiều quá, cũng đừng đa sầu đa cảm nữa. Bắt chước ta, không quan tâm chuyện gì hết, vô tư vô lo, sống rất là vui vẻ. Thập Nhất Gia, Quý Thái Phi gọi ngài đến Trường Xuân Cung. Hôm nay trời đẹp, bà cũng muốn ra ngoài đi dạo. Ngạc nương không có chân hay sao? Cửa lớn qua viên rộng mở, cũng đâu có ai cản chân bà. Ta đang đi với thê tử, không rảnh đâu. Thập Nhất Gia, ngài không thể có thê tử thì quên ngạc nương. Thái Quý Phi không phải để chê Dương gia ngài lạnh nhạt với bà hay sao? Ta đang đi với thê tử của mình, ngạc nương ta so đo cái gì chứ? Được rồi, về đến Dương phủ chàng mới ở bên thiếp. Hôm nay khó khăn lắm mới vào cung, chàng ở cạnh ngạc nương đi. Được không? Được. Dương gia coi vẫn là Phúc Tấn thú tình đạt lý. Được được được, ta đi ta đi, ta đến để hầu ngạc nương. Được rồi chưa? Nhược Hề,
Ngươi có nhìn thấy nhược hề của ta hay không? Không có nhìn thấy. Ngươi có nhìn thấy nhược hề của ta hay không? Không có, hoàng thượng. Nhược hề. Thâm diện liệu ứng, hoa tự tản, trường môn sầu tỏa. Nhược hề, nhược hề, nhược hề. Trường môn sầu tỏa, nhật như niên. Nhược hề, nhược hề. Nhược hề, nàng đã trở về. Nàng thật sự trở về rồi. Nhược hề, ngươi đừng qua đây. Nhược hề, nhược hề, là ta đi. Ta, nàng sao vậy? Là ta đi. Phúc lắm nè, ta đi tìm nàng rất cực khổ. Nàng đừng có sợ. Nhược hề, nàng đừng có sợ. Hoàng thượng, người nhận lầm người rồi. Ta không cho phép nàng rời xa ta nữa. Ta không cho. Hoàng thượng buông ta ra. Không, ta không buông. Ta không thể để nàng rời xa ta nữa. Nhược hề, nhược hề. Hoàng thái hậu, Phúc lầm mau thả đứa này đi, nghe thấy hay không? Con không buông. Con không thể để bất cứ ai cướp Nhược hề đi nữa đâu. Phúc Lâm, nó không phải là Nhược hề, con mau thả nó ra đi. Không được. Nhược hề, chúng ta đi, chúng ta rời khỏi hoàng cung đi. Bọn họ người nào cũng muốn chia cắt chúng ta hết đó. Đi. Đứng lại. Hoàng thượng, người tỉnh lại đi. Đây không phải là Nhược hề cô nương, đây là phúc tấn của Tương Dương phủ. Người tránh ra, người tránh ra coi. Nhược hề, nàng yên tâm đi. Nhược hề, ta tuyệt đối không để ai dẫn nàng đi đâu. Nguyễn Nhân, hoàng đế ca ca, huynh làm gì vậy? Huynh bị bệnh hồ đồ rồi hay sao hả? Đây là phúc tấn nguyện nhân của đệ. Nguyện nhân, chúng ta đi. Nhược hề, nhược hề, nhược hề. Đi. Nhược hề, nhược hề à, nhược hề. Phúc Lâm, nhược hề, nhược hề. Quyển nhân, rốt cuộc chuyện này là sao? Thiếp không biết. Nàng không biết? Ta vừa rời khỏi nàng chưa được bao lâu thì hai người đã ôm nhau rồi. Bác Quả Nhĩ, chàng đang nói gì vậy? Ta nói gì trong lòng nàng biết rõ. Trong hoàng cung có rất nhiều nữ nhân, huynh ấy không ôm ai mà lại cứ đến ôm nàng. Nếu không phải nàng quyến rũ huynh ấy, huynh ấy là phát bệnh hay sao? Bác Quả Nhĩ, sao chàng có thể nói ra những lời này? Hôm nay nếu như có người khác, chuyện này mà đồn ra ngoài, nàng nói đi, mặt mũi của bác Hoàng Nhĩ ta để đâu đi hả? Thiếp không hề làm chuyện gì sai. Chàng thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ đi. Tại sao nàng không la lên? Trong cung có rất nhiều thái giám và cung nữ đang trực, họ có thể kéo hai người ra mà. Đó là hoàng thượng. Chính bởi vì huynh ấy là hoàng thượng cho nên nàng mới ưng thuận hay sao? Hoàng thượng bệnh nặng, chàng nhẫn tâm để hoàng thượng mất mặt sao? Nàng không nhẫn tâm, vậy nàng nhẫn tâm để ta mất mặt có phải không? Trong lòng nàng có huynh ấy có phải không hả? Chàng đang nói bậy gì vậy? Huynh ấy là hoàng thượng, ngưỡng ngũ chí tôn, là hoàng thượng ở tuốt trên cao, ai không ngưỡng mộ huynh ấy chứ? Bác Quả Nhĩ, thiếp cảm thấy chàng quá đáng lắm. Ta quá đáng cái gì chứ? Nàng không biết nỗi đau trong lòng của ta hả? Thê tử của ta là bị ca ca của ta ôm chặt, nàng có nghĩ đến cảm nhận của ta không? Bác Quả Nhĩ, chàng buông thiếp ra đi. Đi. Chàng đang làm gì vậy? Đi. Buông thiếp ra. Đi. Chàng muốn làm gì? Bác Quả Nhĩ, ta muốn nàng. Buông thiếp ra. Chàng làm gì vậy? Nàng dám đánh ta, nàng dám đánh ta, nàng dám đánh ta, dám đánh ta, dám đánh ta sao?
Nguyễn Dân, Nguyễn Dân, nàng là phúc tấn của ta, ta không gần nàng thì gần ai nữa hả? Tránh ra, tránh ra, tránh ra đi. Phúc Lâm, đây là phúc tấn của Tương Dương, con nên có chừng mực. Con làm mọi người hoảng sợ rồi. Mọi người gạt con, mọi người hùa với nhau để gạt con. Rõ ràng đó là Dương Hề mà. Mọi người gạt con làm gì? Chẳng lẽ Hoàng Ngạc Nương Nhẫn Tâm nhìn thấy con đau lòng tuyệt vọng như vậy hay sao? Dược Hề chính tay con lo liệu hậu sự, nó chết hay chưa, bản thân con là người rõ nhất. Dược Hề con ạ, à, Hoàng Ngạc Nương hiểu tâm trạng của con, nhưng mà người chết không thể sống lại, chúng ta cũng không còn cách nào. Nỗi đau lớn cũng chỉ có nhẫn nhịn. Vậy nàng ấy là ai chứ? Là ai? Chẳng lẽ con đang nằm mơ, con đi trong giấc mơ hay sao? Nó là Nguyễn Dân, là muội muội song sinh của Nhược Hề. Nguyễn Dân? Nhưng trước giờ Nhược Hề chưa từng nói còn có muội muội. Nhược Hề cũng không biết, từ nhỏ Nguyễn Dân đã được nhận nuôi rồi. Vậy Nhược Hề của con, Nhược Hề của con đang thực sự đã chết rồi. Con à, A Ngoã con từ khoa dĩ tẩm xa xôi đến thăm con, sao con không vui vậy? Trời ơi, A Ngoã. Được rồi, được rồi, bây giờ con đã là hoàng hậu, con giận dỗi khóc lóc vậy ra thể thống gì chứ? Thời gian này con không thể chịu được. Hoàng thượng trở về đã lâu mà coi con như không tồn tại. Trước giờ người cũng không đến cung thăm con. Hoàng thượng không đến thăm con thì con chủ động đến thăm hoàng thượng đi. Người tưởng con không đi sao? Nhưng mà con đã bị hoàng thượng đuổi ra ngoài. Phúc Lâm, đúng là không ra gì mà. Cô cũng quá đáng lắm. Vì lấy lòng chàng, tìm cho chàng rất nhiều phi tử, ai cũng xinh đẹp lộng lẫy, làm con rất khó xử. Đó cũng chỉ là xung hỷ thôi. A Ngoã, người cũng tin sao? Hơn nữa, tốt xấu gì Phúc Lâm cũng là hoàng thượng, có tam tần tứ phi, cũng bình thường thôi. Vấn đề là Nhược Hề chết rồi, hoàng thượng không để ý đến ai. Con còn tưởng là sẽ sống được những ngày tháng tốt đẹp. Được rồi, con gái à, con chỉ khóc lóc thì có ích gì chứ? Vậy người nói con phải làm sao? Phải động não. Con nghĩ đi, bây giờ con là hoàng hậu, cái con phải cần không phải là Phúc Lâm có thích con hay không, mà là phải mau chóng có được long chủng. Long chủng? Chàng không đụng đến con, thấy con như thấy kẻ thù, con làm sao mang thai được? Chuyện này thì con phải tự nghĩ cách thôi. Khi con sinh hạ được hoàng tử, cho dù sau này Phúc Lâm đối xử với con như thế nào, thì cả hậu cung này cũng vẫn là của con. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sai nô tỳ mang tổ yến đến cho hoàng thượng. Trẫm không muốn, mang về đi. Hoàng thượng, nếu người không uống, khi về nô tỳ sẽ bị chửi đó. Vậy thì ban cho tiểu lý tử đi. Hoàng thượng, vậy là người muốn nô tài giảm thọ rồi, nô tài không dám. Hoàng thượng, hay là nô tỳ để ở đây, dù gì đây cũng là tâm ý của hoàng hậu nương nương. Các người lui ra đi. Dạ. Dạ. Ừ? Sao cô còn không đi? Hoàng hậu nương nương bảo tôi phải xem hoàng thượng có chịu uống hay không. Cô cứ về bẩm là đã uống rồi, không phải được hay sao? Các cô làm việc bên cạnh hoàng hậu cũng không dễ dàng gì. Đa tạ công công thông cảm. Được rồi, cô thích nhìn thì nhìn đi, tôi đi trước đây.
đốt rồi sao? Nhược Hề, ban ngày ban mặt lại đóng cửa, ai ở bên trong nghe vậy hả? Nhỏ tiếng thôi. Hoàng hậu nương nương đã ở bên trong, đừng có phiền họ. À, Nhược Hề. Nàng không Quang phải thượng. Như Khê. Nàng không phải là Như Quang Khê. Thượng. Quang thượng. Nàng Quang không phải thượng. Như Khê. Nàng không Quang phải thượng. Là Như Khê. Quang thượng. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa ta móc mắt hai ngươi ra. Sao nàng lại tới đây chứ? Thiếp là hoàng hậu của người. Sao hả? Là người bồng thiếp lên giường mà. Là người đã cởi y phục của thiếp. Lúc nãy khi người và thiếp thân mật, sao người không có thái độ này? Nàng cút ngay cho trẫm. Cút. Trẫm không muốn nhìn thấy mặt của nàng nữa. Người đánh thiếp. Người lại đánh thiếp. Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương. Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử. Ông hoàng thượng. Đây là cái gì? Cái đó. Nó. Nô tài cũng không biết. Hoàng thượng, là mi hương. Mi hương là một loại xuân dược. Cháu gái cưng của người lại cho trẫm dùng cái thứ đó, chuốc xuân dược. Trong tổ yến cũng có thành phần của thuốc mê. Được rồi, ta biết rồi, ông lui ra trước đi. Dạ. Hoàng Ngạc Nương, đây chính là hoàng hậu tốt mà người tìm cho trẫm đó. Người mất đức hạnh như vậy cũng xứng ở Khung Ninh Cung sao? Phúc Lâm, con cũng không nên lạnh nhạt với nó. Lạnh nhạt? Người còn chỉ trích trẫm nữa. Hoàng Ngạc Nương, xem ra chính là người đã dung túng. Các người đã hùa nhau để hại trẫm. Nếu cổ đã được khiêng vào Tử Cấm Thành thì là người phụ nữ của trẫm. Trẫm thích gần thì gần, không thích gần thì thôi. Na Bố Kỳ là món quà người tặng cho trẫm, trẫm đã nhận rồi. Nhưng bây giờ trẫm không cần nó nữa. Trẫm chơi chán rồi. Phúc Lâm, trẫm sẽ phế hậu. Phúc Lâm, con nghe Ngạc Nương nói. Không có gì để nói cả. Cả đời trẫm cũng không muốn gặp lại người đàn bà đó nữa. A Ngọa, người hại con. Người đã hại con rồi. Chuyện này sao có thể trách ta được chứ? Đây, đây là do bản thân con làm hỏng mà. Thuốc mê là người cho con, nếu như hữu dụng, tại sao bây giờ lại ra nông nổi này? Nếu như bây giờ Phúc Lâm phế con, người nói con làm sao đây? Làm sao đây? A Ngọa, A Ngọa, A Ngọa. Ca ca, huynh có nhiều thời gian đến đây chơi, chi bằng dạy dỗ tốt con gái cưng của huynh đi. Con gái ta làm sao? Con gái ta như vậy không phải do con trai muội ép sao? Con trai muội có không nghe lời thì nó cũng là hoàng thượng. Na Bố Kỳ có sai, nhưng Phúc Lâm thì không sai sao? Nó đường đường là hoàng đế nhà Thanh, một hoàng hậu chính thức nó cũng bỏ mặt vì một đứa, vì một đứa con gái dân giả. Đồ sống đồ chết, thật khiến người ta tức cười. Mùi dạy dỗ nó như vậy sao? Hôm nay ta đến không phải vì muốn cãi nhau với mùi. Ta chỉ hỏi mùi một câu, rốt cuộc mùi theo phe ai đây? Ý huynh là sao? Đã đến lúc này rồi mùi còn giả bộ nữa sao?
phục là muốn phế hậu. Phế hậu là chuyện riêng của nó, muội không quản được. Nhưng mà hậu cung của nhà Thanh vẫn là do muội quản mà. Hoàng thượng đã chấp chính rồi, chuyện này do đích thân nó làm chủ, muội không muốn ngán chân của nó. Đấy, để sao gọi là ngán chân được? Hoàng đế nhà Thanh phế hậu là chuyện dễ dàng hay sao? Muội muội à, nếu như hoàng đế nhà Thanh thực sự phế hậu, đắc tội là Mông Cổ, là cả Mông Cổ. Phúc Lâm không rõ, ta nghĩ muội nên hiểu rõ chứ. Ca ca, huynh có ý gì vậy? Ta có ý gì sao? Ta gả con gái đến chỗ xa xôi, heo ngựa bò dây cũng xua đến, ta còn tặng kỵ binh Mông Cổ cho muội nữa. Mục đích không phải có một ngày hoàng thất nhà Thanh của muội trở mặt không nhận người, quét con gái ta ra khỏi cửa. Ca ca, huynh nói có quá nghiêm trọng rồi hay không? Nghiêm trọng? Nếu như Phúc Lâm thực sự muốn phế hậu, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Ca ca, vậy huynh muốn làm gì? Phu thê hai đứa sống chung cãi giả gây chuyện không phải rất bình thường hay sao? Huynh đâu cần phải căng thẳng như vậy. Nếu như muội muội nói đây là phu thê chúng cãi nhau, vậy thì không đến nỗi phải trở mặt chứ. Muội muội à, chuyện này muội phải bận tâm nhiều hơn. Chuyện nhỏ quá không, không cần thiết phải cào nát mặt nhau đâu. Mời Phúc Tấn ăn cơm. Ta không đói. Dương gia đang chờ Phúc Tấn ăn cơm. Ngươi nói Dương gia ăn trước đi, ta không đói. Dạ. Quý nhân à, tại sao nàng không ra ăn cơm vậy? Thiếp không đói. Nếu như nàng vẫn còn giận ta vì chuyện ngày đó, vậy nàng nói với ta, ta phải làm như thế nào thì nàng mới hết giận đi? Thiếp không giận. Vậy tại sao nàng cứ buồn bã không được vui vậy? Bác quả nhỉ. Nguyễn Dân, ta yêu nàng, ta muốn dàn cực khổ cưới nàng đến Bắc Kinh chính là vì muốn cho nàng được hạnh phúc. Nguyễn Dân, chuyện ngày hôm đó là ta đã làm sai rồi. Ta bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Hãy tin ta Nguyễn Dân. Bác quả nhỉ, chàng để thiếp bình tĩnh lại đã. Nguyễn Dân, trong lòng nàng có người khác rồi có phải không? Chàng thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi. Vậy tại sao chứ? Tại sao chúng ta tân hôn chưa bao lâu, nàng như trở thành con người khác vậy? Có lẽ từ lúc bắt đầu thiếp không nên đến Bắc Kinh. Có phải là nàng nhớ nhà không? Có phải nàng nhớ A Mã và Gạt Nương hay không? Vậy thì ta sẽ nghĩ cách điều họ đến Bắc Kinh được không hả? Rốt cuộc ta phải làm sao nàng mới vui đây hả Quyến Dân? Bác quả nhỉ, thiếp cảm thấy cô độc. Sự cô độc này không phải là rời xa quê hương, cũng không phải là vì gã đi xa, mà là... Mà là cái gì? Nàng hãy nói đi. Chúng ta thật sự là hai loại người, không có cách nào để hiểu nhau được. Ta biết, ta đọc sách ít, trong mắt của nàng ta chỉ là một kẻ thô lỗ, không đủ quan tâm, không đủ tinh tế. Nhưng mà Quyển Nhân à, ta thích nàng, ta sẽ đối tốt với nàng, nàng phải tin tưởng ta chứ. Thiếp không thể thành Phúc Tấn tưởng tượng của chàng. Không, nàng chính là người phụ nữ mà ta muốn tìm, nàng chính là Phúc Tấn mà ta muốn cưới. Bác quả nhỉ, chàng hiểu thiếp được bao nhiêu. Chàng chỉ biết xuất thân của thiếp, cha mẹ của thiếp, dung nhan của thiếp, tuổi tác của thiếp. Lúc chàng cưới thiếp từ Nam Kinh về đây, ngoài điều đó ra, chàng hiểu thiếp được bao nhiêu. Vậy thì có gì quan trọng đâu chứ. Trên đời này có biết bao nhiêu phu thê cũng sống giống như vậy mà. Không phải họ cũng sống hạnh phúc hay sao? Nguyễn Dân à, tâm tư của nàng quá nhạy cảm rồi, nàng khiến ta không biết phải làm sao. Nàng có biết không, có lúc nhạy cảm cũng là điều tốt, nhưng mà cũng có lúc nó sẽ khiến cho nàng sống rất là mệt mỏi. Chàng để thiếp được bình tĩnh đi, được không?
Nguyễn. Thánh mẫu hoàng thái hậu. Hoàng thượng người thế nào rồi? Hoàng thượng hôm nay coi như đã thượng triều rồi. Hoàng thượng thực sự đến Cạn Thanh Cung sao? Dạ. À, Phật tổ phù hộ, đứa con này cuối cùng cũng tỉnh táo rồi. Nhưng mà cái gì? Nói đi. Hoàng thượng hôm nay thượng triều là gì? Là gì? Vì phế hậu. Cái gì? Hoàng thượng tuyệt đối không thể phế hậu. Đế hậu là do trời tác hợp phụ mẫu nước nhà. Trong một gia đình có cha, sao có thể không có mẹ? Nếu trống vị trí hậu sẽ cho thấy đất trời không đồng điệu, gốc nước không ổn. Hoàng thượng xin suy xét. Nhất cử nhất động của người đều liên quan đến quốc thể. Bây giờ lập quốc chưa lâu, người vô cớ phế hậu, hành sự lỗ mãng, bá tánh thiên hạ sẽ không thể hiểu được đâu. Thần liều chết thượng tấu, quyết không thể phế hậu. Người muốn làm gì? Người mau buông tôi ra. Buông tôi ra. Người muốn ta làm không gì? Không cho phép nàng rời xa ta nữa. Ta không cho. Người buông tôi ra. Không được, ta không buông. Ta không thể để nàng rời xa ta nữa. Không có nàng, ta thật sự không thể nào sống nổi. Phúc Tấn. Trần Nhi, Phúc Tấn đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Quý Thái Phi sai tôi đưa điểm tâm của Ngự Thiện Phòng đến cho Thẩm Nhất Gia. Nhạc Nương có khỏe không? Thì cũng vậy. Từ khi Phúc Tấn vào phủ, Quý Thái Phi sợ con trai bị cướp đi. Lần này nói là sai tôi đến đưa điểm tâm, thật ra là sai tôi đến xem thử tình hình ở trong phủ. Phúc Tấn, tình hình Quý Thái Phi là như vậy, Phúc Tấn đừng để trong lòng. Trân Nhi, đa tạ cô. À, ngày đó ở Ngự Hoa Viên, bệnh điên của Hoàng thượng tái phát, không làm Phúc Tấn sợ chứ? Không đâu. Thật ra Hoàng thượng cũng rất đáng thương. Người coi Phúc Tấn thành Nhược Hề cô nương. Nhược Hề? Ừ, cũng là người yêu ở ngoài cung của Hoàng thượng. Hoàng Thái Hậu trước giờ không có đồng ý. Sau đó, Nhiếp Chính Vương cũng thích Nhược Hề. Chút nữa Hoàng thượng đã tự tử rồi. Nguyễn Dân, nàng ở bên ta đi. Ngày mai ta phải xuất chinh Hồ Nam, đi đánh Lý Định Quốc. Nàng ở bên ta, ngày mai ta phải dẫn binh xuất chinh rồi đi bình phản đám phản tặc. Nguyễn Dân, nàng nói ta có phải là đại anh hùng không? Bác quả nhỉ. Ừ. Ngày mai ta phải ra chiến trường rồi. Nguyễn Dân, nàng có buồn không? Hả? Có phải nàng chỉ mong cho ta đi không? Hả? Sao chàng lại có thể nghĩ như vậy? Cho dù ta cố gắng thế nào cũng không vào được trái tim nàng. Nàng cho ta biết đi, tại sao vậy? Bác quả nhỉ, chàng đừng có suy nghĩ lung tung, mau ngủ sớm đi. Không, ta muốn nàng ở bên ta. Ta muốn nàng ở bên ta. Thiếp còn muốn đọc sách một chút. Đọc sách cái gì chứ? Ngày mai ta phải đi rồi, nàng còn ôm mấy quyển sách này không buông hả? Nó là người đàn ông của nàng sao? Ta ghép cái quyển sách này. Bác quả nhỉ, cướp đi nàng. Gì vậy? Cướp đi trái tim của nàng.
Ta phải đốt bỏ nó, ta phải đốt bỏ nó, ta phải đốt bỏ nó. Quyền Nhân, như vậy trái tim của nàng mới có thể trở về, có thể trở về bên cạnh ta. Ta đốt bỏ nó thì trái tim nàng sẽ trở về bên cạnh ta. Chàng làm như vậy, phúc tấn tốt của ta. Chàng đừng có như vậy mà. Trả lại cho thiếp, đưa đây cho thiếp. Nhiều khi những ngày tháng ở bên cạnh nàng là những giây phút vui vẻ nhất trong đời của ta. Ta đã từng yêu, đã cười và đã mơ ước. Nhưng bây giờ nàng đi rồi, thế giới của ta lại trở về một màu ám đạm một lần nữa. Thậm chí so với lúc đầu lại càng ám đạm hơn. Sức khỏe an khang, bình yên vô sự. Nhược Hề, sau khi nàng ra đi, ta cũng không biết phải sống như thế nào nữa. Ta rất là mơ hồ, rất là cô độc và mất cảm giác, giống như một cái xác không hồn vậy. Mỗi ngày thức dậy thì lại chờ đêm xuống. Nhược Hề, bây giờ mỗi ngày ta sống đều là bị ép buộc. Là một người, cả quyền được sống hay chết cũng không thể do mình làm chủ. Nàng nói có đáng thương không? Nhược Hề, ta là hoàng thượng, một hoàng thượng thảm thương. Ta muốn chết nhưng mà lại không chết được. Ta muốn sống nhưng mà không có nàng. Ta phải làm sao sống tiếp được đây? Nhược Hề, ta rất là nhớ nàng. Khi ta mở mắt, ta nhớ nàng. Khi ta nhắm mắt, ta vẫn nhìn thấy nàng.
Cho dù có nằm mơ trong những cơn ác mộng hỗn loạn đó, cũng là đã đang tìm kiếm nàng. Nhược Hề, nàng có thể trở về không? Nhược Hề, Nhược Hề, Nhược Hề, Nhược Hề, Nhược Hề. Hoàng thượng, tôi không phải là Nhược Hề. Nàng không phải là Nhược Hề, sao nàng lại không phải là Nhược Hề được? Hoàng thượng, tôi là Quyển Vân. Quyển Vân, nàng và Nhược Hề thật sự rất giống nhau. Xin lỗi. Là ta phải xin lỗi. Ta đã quá kích động rồi. Ngày đó ở Ngự Hoa Viên khiến nàng phải hoảng sợ. Ta xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Không sao. Hoàng thượng, chẳng qua chỉ nhận lầm người thôi. Ừ, sao nàng cũng đến Thiên Ninh Tự vậy? Tôi đến dân hương. À phải, ở đây có rất nhiều người dân hương. Hoàng thượng, vậy tôi xin cáo lui. Người là hoàng thượng, thân phận tôn quý, tôi không nên đứng ở đây. Anh ạ. Tôi bị phỏng. Bị phỏng? Sao lại bị phỏng chứ? Có phải bác quả nhĩ ước hiếp nàng không? Rốt cuộc là chuyện gì hả? Không sao, không sao. Ta biết nàng không phải là Nhược Hề. Quyển Vân, nàng đừng có sợ. Nàng đừng có sợ ta. Nàng cho ta biết đi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao trong mắt của nàng đầy nỗi ấm ức? Nàng cho ta biết đi. Ta xin lỗi, ta đã hỏi nàng quá nhiều rồi. Ta đến Thiên Ninh Tự là để thăm Nhược Hề. Ở trong cung ta buồn quá, buồn đến mức không thở nổi. Nàng không thể tưởng tượng được đâu, ta là hoàng đế, nhưng mà ta không thể tự mình làm chủ chuyện gì. Nàng không biết ta đáng thương như thế nào đâu. Long bào này đối với ta mà nói, đó chính là gông cùm. Bù qua là cho người khác xem. Ấm lạnh chỉ có mình biết. Ấm lạnh chỉ có mình biết. Mặt tử cấm thành, quyên náo hơn, náo nhiệt hơn. Ta cũng chỉ là kẻ cô độc tỉnh táo trong sự quyên náo này. Hoàng thượng, chí ít trong cuộc đời người cũng đã từng yêu mãnh liệt. Chí ít khi người nhớ lại, có nụ cười của cô ấy, có ánh mắt của cô ấy. Trên đời này đã từng có một người thật sự hiểu hoàng thượng, có thể sống chết bên nhau, cùng chung vui buồn. Nhược Hề đã cho ta rất nhiều, rất nhiều. Nàng ấy giống như là tia sáng chiếu vào sinh mạng tối tăm của ta. Đã từng có được vẫn hơn so với không có gì. Vậy còn nàng? Tử cấm thành, quyên náo hơn, náo nhiệt hơn. Ta chỉ là kẻ cô độc tỉnh táo trong sự quyên náo này. Cẩm tú cũng được, vinh hoa cũng được,
có gì chứ. Chẳng qua định viên sâu sâu bao nhiêu. Người đó ở thâm cung cũng chỉ là cô độc một mình. Phúc Tấn, Lý Công Công trong cung cầu kiến. Lý Công Công? Người ở Trường Xuân Cung sao? Không, không phải người ở chỗ Quý Thái Phi. Lý Công Công nói có một thứ phải đích thân giao cho Phúc Tấn. Phúc Tấn, ngươi là? Nô tài là tiểu lý tử ở bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng? Đây là thuốc cao ngự dụng hoàng thượng phái nô tài đưa đến cho Phúc Tấn, chuyên chữa vết phỏng và vết thương. Hoàng thượng rất quan tâm tới vết thương của Phúc Tấn. Nếu như ngày mai vẫn chưa thấy chuyển biến tốt, hoàng thượng sẽ phái người y đặc biệt đến khám cho người. Không cần, không cần phải phiền phức như vậy. Vậy nô tài cáo lui. Đa tạ ngươi, Lý Công Công. Nguyễn Dân, ta sai người mang thuốc cao đến cho nàng. Nàng mau bôi lên, sẽ không còn bị đau nữa. Nhớ phải thay thuốc sáng tối, nếu không thấy hiệu nghiệm, ngày mai ta sẽ phái người y đến. Phúc Lâm. Sáng ngắm sắc trời, chiều ngắm mây. Đi cũng nhớ nàng, ngồi cũng nhớ nàng. Hoàng thượng đã đưa thuốc qua đó rồi. Nàng nói thế nào? Phúc Tấn không có nói gì hết, chỉ nói tiếng đa tạ. Tiểu lý tử, sáng ngày mai ngươi lại đến nhà nàng một chuyến, xem vết thương của nàng thế nào. Dạ. Anh nè, nhớ kỹ, nàng nói những gì hay muốn căn dặn điều gì, ngươi trở về nói lại rõ ràng với trẫm. Nô tài hiểu rõ. Còn nữa, những chuyện này đừng để cho hoàng thái hậu biết được. Nô tài trong lòng biết rõ. Bị phỏng? Sao lại bị phỏng chứ? Có phải bác quả nhĩ ước hiếp nàng không? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không sao, không sao. Ta biết nàng không phải là Nhược Hề. Nguyễn Dân, nàng đừng có sợ. Nàng đừng có sợ ta. Nàng cho ta biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Tại sao trong mắt của nàng đầy nỗi ấm ức? Nàng cho ta biết đi. Ta xin lỗi, ta đã hỏi quá nhiều rồi.
Nhược Hề, ta không thể phân rõ trước mắt thật ra là nàng hay là Quyển Vân. Ta biết rõ nàng ấy không phải là nàng, nhưng mà thứ ta nhìn thấy là gương mặt của nàng, đôi mắt của nàng. Không có gì nguy hiểm, bôi thuốc thêm vài ngày thì sẽ khỏi. Tôi đã nói với Hoàng thượng là không sao, nhưng mà Hoàng thượng cứ không yên tâm. Thật là ngại quá, để hai người phải đi xa một chuyến. Ta thật sự không sao. Vậy chúng tôi xin cáo từ. Hiên Nhi, tiễn họ đi. Dạ, mời. Dạ. Lý Công Công. Dạ. Không có gì, thay ta đa tạ Hoàng thượng. Dạ, Phúc Tấn, nô tài biết rồi. Hoàng thượng, không được, chẳng phải đích thân thăm nàng ấy. Người y đã nói là không có gì rồi. Nhưng mà trẫm không yên tâm. Hoàng thượng, nơi đây là Tương Dương phủ, hay là người đừng vào đó. Người không nghĩ cho bản thân mình, cũng phải nghĩ cho Tư Phúc Tấn. Hoàng thượng, sẽ có lời ông tiếng ve đó. Được rồi, được rồi. Hoàng thượng đến Tương Dương phủ để làm gì? Dạ, nô tài không biết. Không phải ta kêu các ngươi canh chừng sao? Canh chừng đi đâu vậy? Sáng nay ngự y cũng đến đó. Ngự y? Không phải Bác Quả Nhĩ xuất chinh rồi sao? Hắn không ở kinh thành, ai bệnh chứ? Nói, có phải ngươi có chuyện gì giấu ta không? Dạ, hình như là Phúc Tấn của Tương Dương phủ bị bệnh. Phúc Tấn? Hoàng hậu nương nương. Phúc Tấn, các ngươi có ở đây không? Có. Kêu cô ta ra đây gặp bổn cung. Dạ. Hoàng hậu nương nương. Trời ơi, Tương Dương gia quả nhiên là có phước, cưới được một Phúc Tấn xinh đẹp như vậy, giống như bước ra từ trong tranh. Hoàng hậu nương nương chê cười rồi. Nghe nói cô rất giống với ả Lý Nhược Hề đã chết trước kia. Hôm nay gặp mặt đúng là thật. Gương mặt nhỏ nhắn của cô từ đâu chui ra vậy? Hoàng hậu nương nương, người đừng như vậy. Tại sao cô không dám nhìn ta? Có phải cô đã làm chuyện gì hổ thẹn hay không? Quyển Vân không dám. Bổn cung cảnh cáo cô, cô tránh xa hoàng thượng cho bổn cung. Đừng có tưởng rằng gương mặt mê hoặc của cô có thể quyến rũ hoàng thượng. Đừng nằm mơ. Còn nữa, cô đừng có quên thân phận của mình. Nếu không, bổn cung sẽ cho cô biết tay, và sẽ cho A Mã đang làm việc ở Nam Kinh của cô biết tay. Cô, hoàng thượng thực sự không ra gì? Tương Dương gia không có nhà, sao chàng lại chạy đến Tương Dương phủ? Nó đến làm gì? Còn không phải muốn tìm ả đàn bà mê hoặc đó sao? Con là hoàng hậu,
nói chuyện phải biết chừng mực. Cái gì mà mê hoặc? Con không có nói bậy, chính là ả đàn bà mê hoặc đó. Con thấy trái tim của hoàng thượng 8 phần đã bị ả dụ rồi. Cô, người phải quản hoàng thượng, nếu không xảy ra chuyện cười, chúng ta không ai thoát khỏi đâu. Tóm lại con thì không sao, đã bị mất hết thể diện rồi, nhưng thể diện của hoàng thượng thì không mất được, thể diện của nhà Thanh cũng không thể mất được. Nếu như hoàng thượng ở bên cạnh ả đàn bà mê hoặc đó, người nghĩ đi, mặt mũi của nhà Thanh biết để ở đâu. Phúc Lâm, con không muốn gặp Hoàng Ngạc Nương như vậy sao? Người đã có cháu gan hoàng ở bên cạnh, cần trẫm làm gì nữa? Con còn đang giận à? Giận hả? Trẫm có tư cách gì để giận chứ? Ta nghe nói vừa sáng con đã tới Tương Dương phủ. Người giám sát trẫm sao? Con đến Tương Dương phủ để làm gì? Trẫm làm cái gì? Không cần người phải lo. Hoàng Ngạc Nương nhắc nhở con đừng làm chuyện quá giới hạn. Giới hạn? Tại sao trong mắt của người trẫm làm gì cũng là quá giới hạn chứ? Hoàng Ngạc Nương chỉ vì tốt cho con mà thôi. Vì tốt cho trẫm? Tốt cho trẫm thì người khiến Nhược Hề trở về đi. Tốt cho trẫm thì đừng bắt trẫm ngồi lên ngôi vị hoàng đế tồi tệ. Người tưởng mỗi ngày trẫm sống vui vẻ lắm hay sao hả? Hàng ngày trẫm phê tấu chương vô vị, một mình sống trong hoàng cung lạnh lẽo này, âm dương cách biệt với người mà mình yêu, muốn chết mà không thể chết được. Hoàng Ngạc Nương, người đừng có quản thúc trẫm nữa. Người càng quản thúc trẫm chỉ khiến trẫm càng lúc càng xa người, khiến trẫm càng lúc càng hận người hơn mà thôi. Hận đi, nếu như vậy có thể khiến lòng con thoải mái hơn thì con hận đi. Trẫm hỏi người, tại sao người lại gả Quyển Vân cho Bác Quả Nhĩ hả? Tại sao người không ngăn cản hôn sự của Tương Dương phủ chứ? Phúc Lâm, con đang nói gì vậy? Trong lòng người đang hiểu rõ mà. Bác Quả Nhĩ và Quyển Vân từ đầu đã đính ước, chúng cũng đã thành thân. Chẳng lẽ con muốn ta nửa đường cướp Quyển Vân về để đến dưỡng tâm điện cho con? Người đã hại Quyển Vân. Ta không biết con đang nói gì hết. Quyển Vân thật sự không thích Bác Quả Nhĩ. Người biết không, họ ở bên cạnh nhau, đó là một sự sai lầm. Quyển Vân không hề có được hạnh phúc. Có hạnh phúc hay không đó là chuyện của nhà người ta, con bận tâm làm gì? Còn có lòng này chi bằng hãy lo tốt việc nước của mình trước đi. Trẫm yêu Quyển Vân, trẫm yêu nàng ấy đó. Được rồi chứ, bất kể nàng ấy là Quyển Vân hay là Nhược Hề, trong mắt của trẫm họ chỉ là một người mà thôi. Con à, con điên rồi. Trẫm điên rồi, trẫm điên thiệt rồi đó. Trẫm đã mê muội rồi, trẫm đã trúng tạ rồi. Hoàng Ngạc Nương, nếu như người đến đây để khuyên trẫm thì người hãy trở về đi. Người sẽ không khuyên được trẫm đâu. Cả trẫm cũng không quản được trái tim của mình, người dựa vào đâu mà có thể quản được trẫm? Phúc Tấn, Quý Thái Phi kêu người lập tức vào cung. Sao vậy? Quý Thái Phi bệnh rồi, kêu người đến thăm bệnh. Ngạc Nương có sao không? Thái y nói như thế nào? Tôi thấy hơn nữa là tâm bệnh. Hoàng hậu nương nương đến Trường Xuân cung gây một trận, Quý Thái Phi cũng xanh mặt luôn. Ngạc Nương, người có sao không? Ta không phải bị những kẻ nào đó làm cho tức chết hay sao? Bác Quả Nhĩ nhà chúng ta chân trước mới bước ra khỏi cửa, chân sau đã có người đàn ông đuổi đến Tương Dương phủ rồi. Sức hấp dẫn của con dâu ta đúng là quá lớn. Cô đúng là biết khích lệ cho thập nhất ca của ta hả? Thời gian này cô hãy ngoan ngoãn ở Trường Xuân cung cho ta, không được đi đâu hết, cho đến khi Bác Quả Nhĩ về mới thôi.
Nghe thấy chưa? Dạ. Mấy bà già này, không một ai có lòng tốt hết. Bề ngoài là chăm bệnh, thực tế đó chính là giam lỏng. Muốn chia cắt ta và Quyển Dân sao? Để ta không gặp được Quyển Dân chứ gì. Cơm canh khô như vậy làm sao ta nuốt nổi chứ. Ta muốn ăn hoành thánh. Dạ, con sẽ đi làm. Phúc Tấn, tôi cùng làm với Phúc Tấn. Ta tự làm được rồi, nếu không cô lại bị la đó. Hay, Quý Thái Phi cũng thật là. Phúc Tấn tuy số không bằng được Cách Cách, nhưng mà lúc trước cũng là thiên kim đại tiểu thư, đâu có làm mấy cái chuyện này. Tôi nghe thái giám giữ cửa nói, hầu như tối nào hoàng thượng cũng đến trước cửa Trường Xuân Cung. Có lẽ hoàng thượng thật sự nhớ Phúc Tấn rồi. Trân Nhi, cô đừng nói bậy. Đương nhiên là tôi biết. Thật ra hoàng thượng cũng thật là đáng thương. Người ở trong lòng của mình, yêu người nào bị chia cắt người đó. Ta không phải. Phúc Tấn đừng gạt tôi, trong mắt của người tôi nhìn thấy hết đó. Quý Thái Phi, hoàng thượng quan tâm sức khỏe của bà, cố ý sai nô tài mang đến. Nhưng xong nhìn Dung Hưu, Dư Hưu La tiến cống cho bà. Trời ơi, đa tạ hoàng thượng vẫn nhớ đến bà già này. Quý Thái Phi là trưởng bối của hoàng thượng, theo lý phải hiếu thuận. Ngạc nương, phải uống canh sâm rồi. À, Quý Thái Phi, bà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, nô tài xin cáo lui.
Cô muốn cho ta bị bỏng chết sao? Con xin lỗi. Trời ơi, coi đó, người này ngu quá, đúng là ngu mà. Cả canh sâm cũng nấu không xong nữa. Ê, ngọc bội của ai làm rơi vậy? Phúc Tấn, đây là ngọc bội của người làm rơi sao? Đi coi thử đi. Rơi này rơi nọ. Phúc Tấn, cái này chắc là của Phúc Tấn làm rơi chứ. Nô tài cáo lui. Lòng xuân thôi thúc hoa nở, một tấc tương tư, một tấc tró. Quyển Vân, chẳng cần gặp nàng, nghĩ cách ra ngoài đi. Giờ thân gặp ở Ngự Hoa Viên, Phúc Lâm. Người đi đi, để tôi cho. Ta không mệt. Quý Thái Phi, Phúc Tấn đã bận cả ngày rồi, bà để cổ nghỉ ngơi đi. Đi đi. Nhìn bộ mặt khổ sở của cô, khi bác quả nhĩ trở về còn tưởng ta ngược đãi cô đó. Mau đi đi, đi đi. Dạ. Phải hôm nay trong lòng người không có được khỏe hay không? Sắc mặt trắng bệch ra. Ta không sao. Để tôi đi tìm thái y nha. Ê, không cần đâu. Thật sự không cần. Mới đến hơn 2 tháng, Phúc Tấn đã ốm hẳn đi rồi. Trân Nhi. Ừ. Ta muốn đến Ngự Hoa Viên. Hả? Tôi sẽ nghĩ cách giúp Phúc Tấn ra ngoài. Đa tạ Trân Nhi. Không cần. Tiểu Khôn Tử, Tiểu Vũ Tử, mau đến giúp tôi đi. Dạ. Dạ. Có chuyện gì vậy? Hôm nay nắng tốt quá, phải phơi mền. Sắp bị móc hết rồi. Bên trong còn mấy tấm nữa, hai người giúp tôi ôm ra ngoài luôn nha. Chuyện này trời ơi, để tôi coi cửa lớn giúp cho hai người. Trong hoàng cung 3 ngày băng mặt đâu có trộm đâu. Vậy cũng phải, đây cũng là chuyện thái quý phi yêu mau, cầu mau mà. Mau giúp tôi lấy mền đi. Phúc Tấn mau đi đi. Quyển Vân. Quyển Vân. Quyển Vân. Sao nàng ốm quá vậy? Mặt của nàng sao lại trắng bệch? Còn tay của nàng nữa. Tay của nàng sao trở nên thô ráp quá vậy? Họ đối xử với nàng thế nào? Đối xử với nàng ra sao?
Quyển Vân à, nàng nói đi. Tôi không nên đến đây. Nàng đừng có đi. Nàng nên đến mà. Buông tôi ra. Tao không buông đâu, tao không thể nào buông. Hoàng thượng, tôi không phải là Nhược Hề. Ta biết nàng không phải là Nhược Hề. Ta biết nàng là ai. Quyển Vân, nàng khiến cho ta đau lòng. Nàng khiến ta nhớ nhung khôn xiết. Nàng khiến ta không giờ phút nào không nhớ đến nàng. Lúc mới đầu, ta xem nàng là Nhược Hề, ta xem nàng thành nàng ấy. Nhưng bây giờ ta rất tỉnh táo. Ta biết nàng là ai. Ta cũng không phải trong mơ. Ta trông mong gặp được nàng. Ta không muốn để nàng phải khóc. Ta muốn lau những giọt nước mắt cho nàng. Nếu như số mạng đã sai lầm, vậy cứ để chúng ta sửa nó lại, được không Quyển Vân? Hãy theo ta. Hoàng thượng, đừng gọi ta là hoàng thượng, gọi ta là Phúc Lâm. Phúc Lâm, hoàng thượng là dành cho những kẻ đáng ghét đó gọi. Thứ mặt nạ hư danh đó ta không muốn. Trước mặt của nàng, ta chỉ là Phúc Lâm. Nghĩ đến nàng, nhớ đến nàng, và là Phúc Lâm yêu nàng. Chúng ta cùng là người lưu lạc chân trời. Chúng ta là hai chiếc thuyền cô độc trôi trên biển lớn. Cứ để chúng ta dựa vào nhau mà sưởi ấm. Cứ để ta là người lo cho cuộc đời nàng, được không? Phúc Lâm. Quý Thái Phi, sức khỏe của bà không tốt, hay là chúng ta trở về đi? Đừng có nói là dư thừa. Quyển Vân làm sao ra ngoài được, trong lòng ngươi hiểu rõ. Thứ nô tỳ ti tiện, nếu như để ta điều tra ra được, ta không tha cho ngươi đâu. Trời ơi, Quyển Vân, thì ra cô chạy đến đây à. Hèn chi ở Trường Xuân Cung ta tìm khắp nơi cũng không tìm được bóng dáng của cô. Xem ra cũng là phong cảnh của ngự hoa viên đẹp mà. Quý Thái Phi, bà nhốt Quyển Vân khiến cổ thành bệnh, còn không cho cổ ra ngoài hít thở nữa. Hoàng thượng, bàn tay mà người đang nắm là con dâu của ta. Có phải hoàng thượng nắm nhầm không? Hoàng hậu của người đang ở Khôn Ninh Cung kìa. Trẫm không có nắm lầm. Trẫm đang nắm tay người yêu trong lòng của trẫm. Quyển Vân, cô qua đây cho ta. Cô là thê tử của Bác Quả Nhĩ. Hoàng thượng, người là vua một nước, xin người phải chú ý chừng mực. Con dâu của ta tuyệt đối không nên dụ dỗ người. Khi về ta sẽ dạy dỗ lại nó. Đi theo ta. Thánh mẫu Hoàng Thái Hậu, đã đến lúc này rồi, người còn có tâm trạng tụng kinh sao? Con trai người quậy ở Tương Dương phủ, chó gà không yên, người cũng nên ra mặt chứ. Ta mệt rồi, quản thúc không nổi. Người nói câu này là có ý gì? Phúc Lâm dụ dỗ con dâu ta, chuyện như vậy người cũng ngồi nhìn không lo sao? Có phải người muốn để người trong thiên hạ chê cười cả nhà người không? Cô cháu người cùng chung trượng phu, tiểu thúc thì đoạt hoàng tẩu, con trai dụ dỗ thê tử của tiểu đệ. Trời ơi, người suốt ngày tu hành ăn chay niệm Phật cho ai chứ? Chút đức người tích được đã bị con trai người xài hết từ lâu rồi. Nam Mộc Chung, người đừng có quên, Phúc Lâm là hoàng đế của nhà Thanh, người phải tôn trọng một chút. Nó sai lầm vô đạo, làm ra những chuyện bại hoại gia phong, kêu ta làm sao tôn trọng đi. Vậy thì về quản con dâu của người trước đi. Yeah.
lâm, ngoài việc đập phá ra con còn có bản lĩnh gì nữa? Trẫm không cần tới người lo đâu. Nguyễn Dân là phúc tấn của thập nhất đệ con, chuyện không nghĩ đến thể diện như vậy con cũng có thể làm ra được sao? Phải, trẫm làm được. Hơn nữa trẫm cũng đã quyết định rồi, trẫm sẽ cưới Nguyễn Dân vào cung. Con và bác quả nhĩ cùng lớn lên bên nhau, nó là đệ đệ của con là ca ca của nó, sao có thể cướp thi tử của nó được? Vậy năm xưa Đa Nhĩ Cổn cũng là tiểu thúc chiếm tẩu tẩu. Hoàng Ngạc Nương, người đừng làm ra chuyện chỉ cho quan trên đốt nhà mà lại không chịu cho bá tánh đốt đèn đó. Đa Nhĩ Cổn bá chiếm người bấy lâu nay, vậy mà hắn cũng đâu có sợ cái gì hết đâu. Có bao giờ con thấy hai người nhục nhã hổ thẹn đâu hả? Hoàng Ngạc Nương, trên thế gian này người không có tư cách để dạy trẫm nhất chính là người đó. Trẫm và Nguyễn Dân là thật lòng yêu nhau, không ai ngăn cản được trẫm đâu. Nàng theo ta trở về. Dương gia, theo ta trở về. Cung Dương gia, người đừng như vậy mà. Người đừng như vậy mà. Cút đi. Cút. Trần Nhi. Phúc Tấn. Nàng đi theo ta. Mau đi theo ta. Phúc Tấn. Đi mau. Trần Nhi. Nàng lại dám cấm sừng ta. Ta ở tiền tuyến liều sống liều chết, nàng phía sau hãm hại ta, cùng người đàn ông khác cấu kết làm bậy. Tên tự tử khốn kiếp Phúc Lâm cũng vậy. Ta ở tiền tuyến liều sống liều chết giành giang sơn cho hắn. Hắn là dụ dỗ phúc tấn của ta. Hả? Dựa vào đâu chứ? Nguyễn Dân, ta có điểm nào không bằng tên nho phu đó hả? Hả? Nàng nói đi. Ngoài việc hắn là hoàng thượng, hắn có điểm nào hơn ta? Nàng định làm người đàn bà lăng loạn hay sao? Hả? Nàng định lật ngược cửa nhà tướng Dương phủ ra có phải không? Hả? Xin lỗi chàng. Xin lỗi? Xin lỗi gì chứ? Bác quả nhị, chàng thả thiếp ra, thiếp biết phải làm sao. Nàng sẽ làm gì? Hả? Nàng muốn làm gì? Chuyện thiếp nên làm là trả lại trong sạch cho chàng.